Vâng, tôi sẽ quay mở ốc thử xem bên trong cái loa này nó như nào. Xem loa, củ loa này nó sản xuất tại Nhật Bản hay là sản xuất tại Malaysia hay tại Trung Quốc. Tôi nói luôn là những đôi loa nội địa trong Nhật Bản ấy, có thể củ loa nó sản xuất tại Trung Quốc hoặc tại Malaysia hoặc tại nước thứ hai là chuyện bình thường. Bởi vì các cái công ty bây giờ nó là công ty đa quốc gia rồi, nó có thể đặt nhà máy sản xuất tại các nước thứ hai, thứ ba. Nhưng mà cái hãng của họ là hãng của Nhật Bản và nó là hàng này là hàng dùng trong nội địa Nhật Bản. Giả sử như là một cái đầu hoặc là một cái âm ly đề nông hoặc là Pioneer, bây giờ nó cũng sản xuất tại rất nhiều ở Trung Quốc hoặc là nước Malaysia hoặc Thái Lan. Nhưng mà nếu mà hàng để gửi để mang về Nhật Bản dùng ấy thì nó khác hẳn với hàng để xuất sang thị trường Việt Nam. Và các bác yên tâm về cái chất lượng của họ. Bởi vì không phải là củ các cái thị trường khác nhau mà chất lượng nó giống nhau được. Nó khác nhau luôn. Để tôi mở thử xem cái củ loa này nó sản xuất tại đâu. Chưa mở hết đâu. Nó cũng giống như loa Bow ấy. Loa Bow thì có sản xuất tại Mỹ này, sản xuất tại Canada hoặc Mexico. Loa JBL thì sản xuất tại Đan Mạch hoặc tại Mỹ. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, bởi vì họ đặt công ty tại các nơi. Còn chất lượng của họ vẫn chất lượng theo quy chuẩn của hãng. Chứ còn mà hàng mà sản xuất cho thị trường, giả sử loa này mà sản xuất cho thị trường Việt Nam thì hoặc Trung Quốc thì nó khác chất lượng. Đôi loa này nó không ghi tên nước sản xuất. Nhiều cái đôi loa thì nó không ghi tên bởi vì nó dùng trong nội địa nước của nó nên nó không bao giờ cần. Vì nó không xuất khẩu nên nó không cần ghi là Made in Japan hoặc là Made in USA. Rất nhiều đôi loa Mỹ không bao giờ nó ghi tên là Made in USA bởi vì nó dùng trong nội địa nó nên nó không cần phải là quảng cáo là tôi sản xuất tại nước nào từ nước nào. Vâng, đôi này là nó dùng trong nội địa Nhật nên nó không ghi tên này mà. Nó ghi chỉ ghi trở kháng 8 ôm và mã. Đây dây loa này. Bên trong rất là đặc sắc, bên trong là rất mới luôn. Rất mới luôn. Hàng bao ship 100%. Hôm nay tôi mở ốc ra luôn cho các bác xem cấu tạo. Vài lời người cho em anh viết. Phần tần đằng kia, phần tần to. Kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối ba ngày phép. Ngồi thức suốt đêm dài. Thầm ghi câu dối. Các bác thông cảm là tôi quay một tay lên là không thể rõ nét được. Nói luôn là hàng hay và đảm bảo chất lượng. Thường thì rất ít khi tôi mở loa tên như này. Nhưng tiện là hôm nay có thời gian thì tôi mở các bác xem luôn, cho các bác yên tâm. Và tôi cũng giải thích là giả sử củ loa nó có ghi là Trung Quốc hoặc là Malaysia thì cũng chuyện bình thường thôi. Bởi vì nó sản xuất mang về Nhật dùng thì chất lượng nó khác hẳn. Còn những bộ sàn Pioneer hoặc đề nông mà sản xuất bán tại siêu thị Việt Nam thì các bác khuyên các bác là đừng nên dùng. Bởi vì chất lượng nó cực kỳ kém. Vâng, xin cảm ơn các bác. Đôi loa này tôi bán với giá là 2,5 triệu đồng bằng giá các cái đôi tôi đã bán. Xin chào và hẹn gặp lại.